trò chơi mới này. Legend of Zelda. Wow, lâu lắm rồi mà chơi ấy. Thật là thích. Cái game to đấy à, tôi giảm xuống được mà. Mình chủ động được mà các bạn. Đấy. Tại vì bây giờ có tiếng Việt rồi nên là Linh ơi, mở mắt ra đi Linh. Bây giờ có tiếng Việt rồi nên là mình sẽ không bỏ hội thoại các bạn nhé. Mình sẽ đọc hết để mình hiểu luôn cái cốt truyện của Zelda luôn. Đây là Game of the Year của 2016 hay 2017 ấy nhỉ, tôi không nhớ lắm. Nhưng mà nó là đỉnh cao đấy. Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. À, game ở trên trên Switch bạn ơi. Hôm nay tôi vừa phải đầu tư ngay một cái tay cầm Xbox 360, à nhầm, Xbox One S để chơi game này các bạn. Trước tôi mua một cái tay cầm mới 360 nhưng mà vừa dùng được 2 tuần thì nó hỏng cũ nó luôn, cay vậy đấy. Hồi đấy tôi mua hàng hơi chợ thì tôi quyết định là tôi đầu tư luôn một cái tay cầm mới. Này khác đéo thì đi tắm bồn đâu đúng không? Game này nhái Genshin Impact á. À. Đéo chuyển cam được, nhà ra giữa nhà ngồi lạy bạn cái. Để à. Di chuyển, điều khiển, góc nhìn. Ủa, số B để kiểm tra được. Sao lại là A kiểm tra nhỉ? Is a Sheikah slate. Take it. Phiến it đá. Will help guide you after your long slumber. Ừ ha, giống như kiểu quả thẻ nhớ nhỉ. Thực ra nó là cái Nintendo Switch đấy. Phiến đá bí ẩn với tâm phát sáng. Bạn chưa giờ nhìn thấy thiết bị này nhưng có vẻ nó rất quen thuộc. À, thằng này nó bị mất ký ức. Từ đã, A với B của tôi đang bị ngược nhau này. A thành B này, B thành A. Ok à, thế thì A lại thành chạy à? Thế sai mẹ rồi. Thế tôi lại đổi A thành A, B thành B này. Rồi, này mới đúng này. Thế là mở cái này. Quần áo. Ồ, cái này trang bị này. Yeah. Ở cái này này. Hold the Sheikah slate up to the pedestal. Tôi đang chơi giả là PC các bạn. That will show you the way. Ui, kiểu âm thanh quen thuộc vậy đấy nhở. Link, you are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Hyrule là cái đéo gì? Now go. Đéo đi có được không? Quay lại ngủ được không?
Đây rồi. Mới ra mình sẽ làm gì nhỉ? Đi tìm nấm trước à? Ua, nhạc hay vậy đài á. Ông già. Cái cây đã. Ok. Mình vũ khí. Ok à? Mẹ vừa đập đã hỏng rồi. Ném giữ và chuyển. À, ok. Đây là ném hay sao nhỉ? Đúng rồi. Đã. Thì nấm đi. Cái này hồi máu. Có thể lực yếu thế nhỉ? Thêm mấy cây nữa tí nó quánh nhau nhỉ. Thêm tí nữa đi. Ô, để làm cái đéo gì ta? Ô, đây có con thằn lằn. Lằn ơi. Hỏi chấm cái đéo gì. Thằn lằn tốc độ. Loài thằn lằn này xuất hiện trên khắp cái chỗ này. Tuy phản ứng hơi chậm nhưng nếu có cơ hội trốn thoát nó sẽ lao đi nhanh chóng. Nấu với bộ phận quái vật để có được dược tốc độ. À, đấy con thằn lằn này về nấu. Xong rồi mình sẽ được tăng tốc. Úi dè. Cái này đẩy kiểu đéo gì. Ủa, lăn chết ông già luôn. Ơ vi hồn. Ố, thế thôi à? Có tác dụng gì? Ê, cây táo. Mình lấy táo về để sau này ăn hồi máu được đấy. Xem như nào. À, ông là ai? Đây là đâu? Đây là nơi khai sinh ra toàn bộ vương quốc. À, cái thế giới này gọi là thế giới Hizun. Hizun. Chỉ cái đéo rồi đấy. Có một bóng ma đã bị lãng quên ở đó và giờ không ai dám đến gần nơi đấy. Tôi sẽ ở đây một thời gian, hãy cho tôi biết nếu cậu có thể, tôi có thể giúp cậu. Wow. Cái đéo gì đây? Táo nướng. Wow. Nướng táo lên thì mình sẽ được hồi nhiều máu hơn. Link. Head for the point marked on the map in your Sheikah slate. Để đến điểm đánh dấu trên bản đồ trên phiến đá của cậu. Để làm cái đéo gì? Kiểm tra phiến đá. À. Mở một cái khu lưu. À, đấy là nhiệm vụ à? Ok. Thế bây giờ mình muốn đánh dấu thì làm như nào? Mình đánh dấu ở đây làm như nào nhỉ?
À, nó tự đánh dấu mẹ rồi. Wow, view mới. Đi nha. Hai táo. Yeah. Đỡ phải trèo. Yeah. Tôi nghĩ là đầu tiên mình sẽ phải khám phá cái đền thờ này trước. Nhỉ? Ui. Ở giữa sông có một thanh kiếm kìa. Đúng không? Đúng mẹ luôn. Nên lấy thanh kiếm đấy luôn ta. Thế là mình đi khám phá trước nhỉ. Quả dìu này có vẻ là khỏe rồi đấy. Đúng. Thanh kiếm thật. Ui, bơi cũng mất sức à? Ok, sao lại chết? Sao đeo có nút trèo nhỉ? Từ từ đã nha. Còn lại. Thế mà chạy lên là mình sẽ trèo. Wow, tôi phải lấy được thanh kiếm đấy. Ôi mẹ, đừng biểu diễn. Kiếm gì xét? Ui, đam 6 liền. Thanh kiếm đáng sợ, từng rất sắc bén. Nếu dùng đúng cách, nó có thể gây sát thương lớn. Rất nhanh bị hỏng. À. Ui, nhưng mà đam to đấy. Được. Nào, em cái đền có cái đéo gì? Ê, tôi nhớ là ở cái chỗ đền này nó sẽ có một số cái con đéo gì ẩn trông giống như kiểu con nòng nọc ấy, đúng không nhỉ? Đúng mẹ rồi. À, quái vật gớm ghiếc. Bị rơi dìu. Tớ xin. Ê, có cái gì ấy? À, chưa quen nút, tôi bị bấm nhầm hết cả lên ạ. Lâu lắm mà không chơi. Ủa, thì cái điện nó là cái nào? Đấy phải cái này. À, nó là cái này chứ. Trong vũ khí của con quái vật gớm ghiếc này, cái này cũng khỏe đấy. Cung. Tấn công bằng cung. Cầm cung, phóng tên. Nhưng mà đéo có cung tên. Đấy đâu cung tên ta? Cầu xin. Cầu xin là như nào? Tượng nữ thần đang mỉm cười. Ô. Thế thôi à? Là sao? Nói chung nhá. Trên mái, tôi nhớ là trên mái. À đây. Tôi nhớ là trên mái này có một con màu trắng rồi. Sao mình trèo mà có thể hồi sức nhỉ? À, tại vì cái này nó là cái cầu thang. Đây à? Cúi mình làm tăng khả năng ẩn nấp. Ừ, biết rồi.
Nhưng mà muốn trèo lên cơ. Đấy nó ở đâu ta? À hay nó ở bên kia nhỉ? Quay hòm. Vũ khí, vũ khí. Bấm dây nhá. Ui, cũng xịn thế nhở. Là gọi ngựa. Quá, thế cái cung đâu? Đây à, mình sẽ chọn cung ở đây à. Ui, cung này cung mẹ. Đam 14 liền nhưng mà lại đéo có tên là thì. Ê các bạn ơi, cái con kia ở đâu ấy nhỉ? Tôi quên mẹ rồi. Nó chỗ đéo nào nhỉ? Vẫn bị lag á, tại sao bị lag được? Vô lý. Quả này. Đào lên cao á. Thế này à? Mình phải tìm được bao nhiêu con đấy thì nó sẽ được cái đéo gì, hình như là mình được thêm máu hay sao nhỉ? Tôi đúng lắm mà đéo chơi quên mẹ. À đây 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 đây. Lá lung linh này. Rồi bấm gì nữa? Cha. Hét tu. Bạn không phải hét tu nhưng bạn có thể thấy tôi. Tôi không ngờ bạn có thể nhìn thấy đứa con của rừng. Oà, mày là đứa con của rừng à? Bố mới đập chết con rừng luôn. Nếu bạn gặp hét su, hãy trả lại thứ này cho ông ấy. Hạt Koro. Một Koro đã tặng hạt giống nhỏ này cho bạn. Nó có một mùi khác biệt. Nếu bạn tập hợp đủ nhiều, bạn sẽ gây bất ngờ. À hả. Bạn bè của tôi cũng đang trốn ở nhiều nơi khác nhau. Đừng ngại ngùng cho cũ cho nơi đáng ngờ. Ừ ha. Ok. Thế thôi đúng không? Thế là mình lấy được cái hạt rồi đúng không? Ờ, trò này hình như nhảy từ trên cao xuống không bị chết đâu đúng không nhỉ? Đúng rồi á. Ờ ha. Tinh thật là đỉnh. Rồi, đi làm nhiệm vụ đi. Có đéo đâu, nãy giờ tôi nhảy vãi cứt ra. Đây này. Để thoải mái mẹ luôn. Ui, có cây này giống kiểu cây thần vậy đấy nhở. Mình sẽ chặt cây thần. Tiếng gì đây? À, có lợn. Ê, có nút nào là nút ăn quả táo nhanh ta? Ăn nấm. Nấm. Ok. Cái gì đây? Cái gì đây? Ai à! Mẹ mày ném thuốc nổ luôn ạ! Ném chết mẹ bạn mày rồi! Mấy cái sừng của con Boko này sau này có làm gì không? Ui. Bạn có thể mang vũ khí cận chiến á? À, mình mang quá nhiều rồi. À ha. Mấy con này nó sẽ có thịt. Ăn sẽ được hồi nhiều máu hơn. Ô, sao tôi mất mẹ máu rồi nhở? Ui, con này có cả cung luôn ạ. Thế có mũi tên không? Có mũi tên không? Cho cung một tí đi.
Ủa cái cành cây này đập mấy phát hỏng mẹ luôn ạ. Cùi vãi. Yeah. À đánh mấy con cung này sẽ có mũi tên. Thế là mình sẽ bắn cung được rồi đấy. Đình. Ui đam có 4 á. Bắn thử con lợn này phát ra nào. Cung có vẻ ngu rồi. Bắn vào đầu con địch mũi tên sẽ gây bạo kích với sát thương gấp đôi. Wow. Từ. Tôi thấp cam xuống một tí để các bạn còn đọc được nhiệm vụ nhé. Kiên. Kiếm. Mình muốn đổi sang vũ khí. À đây, thì là như này. Ôi, nhiệm vụ ở ngay đây luôn này. Có nhiệm vụ mà. Không biết từ đâu bạn nghe thấy một giọng người phụ nữ. Cô ấy hướng dẫn bạn đi đến điểm sáng trên phiến Sekai. Phiến đá vừa xa lạ vừa quen thuộc với bạn. Bạn thấy rằng bạn có thể truy cập bản đồ này. Đấy, đang ở đây rồi. Sao tôi đéo thấy một cái gì cả này. Tôi phải trèo lên nhỉ. Ô đéo trèo được. Thế là thế đéo nào nhỉ. Ở dưới á. À. Đặt cái iPad của mình lên. Xe cai được kích hoạt. Coi chừng đá rơi. Ôi thôi hết game mẹ rồi. À đéo phải. Cao nguyên lớn. Mỗi cái tháp này mình đi mình sẽ mở được bản đồ thì phải. Thông tin khu vực. À, nó sẽ lưu dữ liệu vào cái iPad của mình. Ui, mẹ như nước đáy ấy nhở. À, mở map. Thêm bản đồ khu vực. Rồi, mỗi lần lên cái tháp này mình sẽ mở được bản đồ. Nhớ lại. Đéo nhớ nổi luôn. Đéo biết mình là ai luôn. Chỉ biết tên là Trần Thái Linh. Cậu đã ngủ trong 100 năm qua. Khi cầu thủ lấy được sức mạnh thực sự thì cuộc chiến kết thúc. Con này có bốt phá đảo đúng không? Now then,
You must hurry, Link. Bây giờ cậu phải nhanh lên, Trần Thái Linh. Before it's too late. Đi theo phiến đá. Rồi, ok. Nhiệm vụ tiếp theo đây. Chưa nhiệm vụ tiếp theo à? Đền phục sinh. Mình đánh dấu vào cái đền phục sinh như thế nào ta? Ê! Ê, dưới có cái này. Cái đấy là cái giải đố để mình lấy cái đéo gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Nhưng mà đầu tiên mình phải xuống đây đã. Ông già. Có vẻ chúng ta có khá nhiều bí ẩn ở đây. Tòa tháp này và những tòa tháp khác giống vậy đã trồi lên khắp vùng đất. Một sức mạnh không hoạt động từ lâu đã đột ngột thức tỉnh. À, xin phép cho tôi hỏi điều gì ra. Đéo hiểu gì luôn. Cậu nghe thấy một giọng nói. Vậy cậu có nhận ra giọng nói đấy không? Đéo. Cậu nhìn thấy sự tàn bạo bao trùm lâu đài. Ủa, đấy quả lâu đài phá đảo đấy à? Đấy là Ganon Tai Ương. 100 năm trước, thực thể thấp hèn đó đã hủy diệt vương quốc. Wow. Nó xảy ra đột ngột và phá hủy mọi thứ ngang đường. Rất nhiều sinh mạng vô tội đã mất. Thế là bây giờ mình phải đi đánh nó đúng không? Đéo có sự lựa chọn nào là đéo à? Bắt buộc phải là có luôn ạ. Không có đường xuống. À, ông này sẽ cho mình cái dù, xong rồi mình bay xuống. Nếu ông cố nhảy xuống thì đéo chết. Nếu cậu cũng dừng lượn như tôi thì đấy là một câu chuyện khác. Đưa nó đây. Đưa nó đây. Ông này sẽ bắt mình làm một cái gì đấy để đổi cái dù lượn của ông ấy. Rồi một chút kho báu gần đây thì sao nhỉ? Biết ngay mà. Làm trông ông già này. Nhìn là đã thấy gian rồi. Mở nhật ký xin đi. Đây rồi. Sau khi xuống khỏi tòa tháp, ông lão nói rằng vương quốc Hizu đã bị phá hủy 100 năm trước bởi con Ganon. Bạn nghe thấy một giọng nói phát ra từ lâu đài nhưng bạn không thể tiếp cận nó trừ khi bạn rời cao nguyên bằng dù lượn. Ông lão nói rằng ông ấy sẽ đưa cho bạn chiếc dù lượn để đổi lấy kho báu nằm ở vị trí ẩn nào đấy. Đâu, vị trí ẩn đâu? À, chắc là giải đố ở trong kia. Chỉ nghe mình đẹp chơi game này phải mẹ 2 năm rồi đấy nhở. Đấy, đi theo rồi còn đéo nữa. Ok. Kho báu đổi lấy dù lượn. Ok. Ông đừng lừa đấy nhá. Mặt gian thế cơ mà. Ui, mình có cái kiếm mà. Thôi mình lấy cái này đi. Ô kìa. Trời ơi. Không ổn rồi. Ây à. Láo.
Ô, con này không rơi đồ à? À, con này cầm cung. Kiểu gì cũng có sinh tên. À đây đéo phải kho báu. Cái đập mấy cái thùng này có gì không ta? Đéo có gì à? Cái mẹ đi. Không biết mấy cái sừng của con này mẹ để làm cái đéo gì nhỉ? À chảo để nấu ăn này. Sau này mình sẽ có ớt, xong rồi mình sẽ nấu được những món cay để mình lên trên vùng lạnh. Có nó qua nhá. Ơ kìa, mẹ lởm vậy. Mình phải đi vòng à? Đi vòng đi. Ăn đã, vừa ăn quả táo đã. Ra mấy cái game kiểu Zelda này, cái đồ họa như này đéo giờ nó lỗi thời nhỉ. 5-6 năm rồi chơi lại vẫn thấy nó đẹp, vẫn thấy nó đáng yêu. Mỗi tội là thằng này hơi yếu. Wow. Đến Oman áo. Ông Ngọc. Hồng Ngọc chứa đựng sức mạnh của lửa và được bán với giá cao. Cái này chắc là để mang đi bán. Cái này đẩy được. Cái này là để vào đền này. Đền này tôi là Oman áo, nhân danh nữ thần. Ơ kìa, đang đọc thử thách 500. Nâng các vật kim loại bằng năng lượng từ tính. Nhớ. Cái này là cái dùng cái 500 để có thể di chuyển được đồ. Wow. Amazing. Thể lực mình yếu thế nhở? Wow, hai hòn cơ. À, trong này đéo treo được ạ, vãi cả cứt nhở? Lại không trèo được nhở? Ơ, nhảy lên được mà. À, con đĩ nhện đây rồi. Từ đã. Ủa, đập mẹ vào đầu được không nhở?
À quá, có được. Ai à? Không phải đùa với con nhện này được. Bắn bố đi. Ai yếu vậy đái thế. Bắn bố đi. Bắn bố đi. Yeah. Đinh vít dùng cho máy móc cổ, nó dùng làm bằng vật liệu không rõ. Này chắc để xong chế đồ rồi. Trên này nó hay giấu hoa mẩn. Đây rồi. Mở được. Ui rồi mẹ, cái cung vãi cả cứt ạ, đam năm. Hen. Ơ kìa. Không lười được à? Lười được rồi các mẹ ạ. Phải có nút nào đấy để xoay cái này chứ đúng không? Yeah. Thế này là không có hòm rồi đúng không? Thế này là hết rồi đúng không? Anh hùng thực sự. Tôi là Áo, tác giả của thử thách này. À, tức là mỗi đền sẽ có một thằng tác giả và nó sẽ cho mình một cái gì đấy. À. Không rồi, nó sẽ biến mất. Nhân danh nữ thần cho phép tôi ban tặng món quà này cho cậu. Wow. Đá linh hồn. Rồi, được cái đó. Một biểu tượng của lòng dũng cảm để trao những người vượt qua thử thách đền thờ. Cầu mong nữ thần mỉm cười với cậu. Ê, nữ thần đang mỉm cười. Ê, nó là cái đền thờ của lúc đầu đúng không ta? Hai tháng mới phá đảo game này á? Cảm ơn Huy Nguyễn nhá. Là thật.
Lại ông già. Có phải cậu đã tìm được cách để lấy đá linh hồn? Sao không biết? Dù lượn làm ơn ạ. Khi một người già đi sẽ khó khăn hơn khi nhìn được những thứ này. Ý ông là sao? Dù lượn làm ơn, từ từ nhé, để xem nào. Ôi, thế nó sẽ giải thích dần là 100 năm trước thằng này tại sao lại ngủ ở đây đúng không? Ừ, hợp lý. Ba ngôi đền nữa. Ô kìa. Phải cả Lìn lại mang cho tôi kho báu từ mỗi ngôi đền đấy. Ba ngôi đền ạ. Thỏa thuận đâu rồi? Ờ, thấy cho ông già này rất chi là lươn lẹo nhé. Tốt nhất quan sát bằng cách nhìn từ một điểm trên cao. Leo lên đỉnh tháp nữa một lần nữa thì sao nhỉ? Ok. Hãy xem bản đồ trong phiến đá này. Rồi. À. Biểu tượng màu xanh. Đấy là nơi cậu tỉnh dậy. Ngôi đền cậu đã đến và tòa tháp. À, là những đến nơi là mình đã đến rồi. À, mình có thể dịch chuyển tức thì đến đấy. Wow. Ok, nên mình có thể dịch chuyển đến đấy nhưng mà dưới này có hòm. Mở lem. Ơ? Không lặn được à? Không lặn được thì bố mày hút lên. Một loại nhựa hóa lạch có màu caramel. Cũng là một thành phần trong đồ trang trí. Cái này chắc để chế đồ. Ui. Sao đây có nhiều cái này thế nhở? Không phải để làm gì đấy chứ đúng không? Ngọc, quặng quý, chứa sức mạnh của nước. Ê, cái này tôi nghĩ là nó phải có một cái gì đấy rồi. Đầm lầy này chết luôn à? À, trên kia có hai cái hòm. À, tức là cái hòm này. Hơi xa nhỉ. Còn có một cái thanh sắt. Cái vấn đề bây giờ đang bị hết xoay cái này kiểu gì đây này. Phải có một nút nào đấy để xoay chứ. Que đéo giờ đang tập cầm tay cầm cái que đéo.
Nên là chỉ có tiến lên kéo xuống. Hết rồi. À. Con vật đèo đến ạ. Lấy thêm một cái hòm nữa, xong chuyển cái này sang. Thông minh để đâu cho hết. Thật đấy. Nếu cứ xoay cái này kiểu gì thế này, mẹ nó phải có cái nút nào đấy để mình xoay chứ nhở. Đéo gì có mỗi đẩy đi cứ cả đẩy lại ạ. À. Hay vãi. R á? À? Đâu? R đâu? Đéo có nút nào R đang chơi tay cầm mà. Ơi. Nút xoay là nút nào? Ít máu á. Bực lắm rồi. Có phải có nút xoay? Đéo thể như này được. Cần phải không phải, cần phải là di chuyển trái phải. Phải. Di chuyển, đây là di chuyển. Từ từ nha. Từ từ, tôi phải nghĩ xem nút xoay như nào. Chắc chắn đó, với cả các bạn nó phải có một nút xoay. Đeo cần. Mũi tên lửa.
trên băng. Thế thôi. Trời ơi. Ê mà bắt bố mày nhảy nãy giờ ạ. Cay vãi. Ố. Đến nhà. Rồi. Mẹ giờ tính luôn cả bài phải đi về ạ. Game cũng biết hành xác người khác thật đấy. Đi vào này, lúc nãy đặt mẹ ở bên này thì xong cụ lên rồi. Đặt thêm 2 không sát bên kia làm cái đéo gì. Ngu. Úi ruột. Teleport đây. Công đéo biết. Từ cái góc nhìn xem sở chim của công nó khác. Nhìn nó gần lắm, nhưng mà cái góc người chơi game nó khác. Nó xa lắm. Nhưng mà tôi đéo nghĩ là cái cầu nó qua được. Vô lý. Ô hô, cái đéo gì. Tốn thời gian lắm. Ừ. Không. Không nhớ. Cảm ơn cậu gặp nó để dùng để tìm kiếm nền tờ. Ừ. Viễn vọng của phiến đá. Đâu, viễn vọng như nào. Không biết nhỉ. Đâu. À, đánh dấu như nào nhỉ. Ơ. Cất mẹ đi rồi. Giống như nào nhỉ? Đặt ghim. Rồi. Ôi mấy cái này có xa lắm không nhỉ? Từ từ đã. Sao gần gần đấy thôi. Cái nào màu xanh là mình đi xong rồi đúng không? Không bảo cao nguyên này còn 3 cái nữa. Ê, đây có một cái này. Cái nào gần. Ui, trên kia một cái nữa. Cần thêm một cái. Ơ hay mình cứ đánh dấu hết nhỉ. À không, mình chỉ có 5 điểm đánh dấu thôi. Hết mẹ rồi ông ơi. Ông ơi ông. Hết cụ rồi ông ạ. Ê kia con cắn. Xa thế. Ông này. Sao lại gặp khó khi tìm đền thờ. Nếu cậu muốn có dư lượng, cậu phải nỗ lực, cậu sẽ không đơn giản. Ơ kìa. Đủ đền mẹ rồi còn đéo nữa đúng không? Hay là bây giờ tôi phải đi nhỉ? Ông đã thích rằng có 4 ngôi đền trên cao nguyên. Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ đưa cho bạn chiếc dù lượn khi bạn có được đá linh hồn từ tất cả các ngôi đền. Ông ấy bảo bạn hãy điều tra cao nguyên. Cậu phải đi à? Thế nhở. Một cái, 2 cái, 3 cái. Đúng mẹ rồi, đúng 3 cái đấy rồi. Ông ấy bảo có 3 cái thôi mà. Cái này này. Từ đây mình sẽ chạy qua sông mà. Được, mình sẽ bắt đầu đi từ đây đi. Thực ra từ dưới này đi bộ cũng được này.
Thôi cứ từ từ, kiểu gì chả lấy hết. Anh ngồi đến 10 giờ sáng cơ mà các bạn. Thoải mái phá đảo. Tức tắc mà đi. Chơi vội qua phá đảo lại hết trò mà chơi. À, cái game này nó hơi chậm chậm một tí, các bạn xem, các bạn thông cảm, hơi buồn ngủ nhá. Thế đéo được tao. Đền ra bà Lý. Ơ kìa, mẹ quên mẹ vẫn chưa kịp đọc ạ. Em đền ra bà Lý này như nào? Bom từ xa. Một quả bom có thể phát nổ, gây sát thương quái vật hoặc phá thủy vật thể. À, nút này nút chọn. Để. Oh yeah. Hòm xiển gì không ta? Wow. Trời man, anh kiếm lở vậy. Khoan đã. Đéo gì cứ quỳnh nhỉ. Ơ đéo phải à? À, nhìn phải, nó là bắn quả bom. Đấu. Rồi à?
Rồi. 10 điểm. Không nút bỏ mà đúng không? À, mẹ có nút đặt xuống mà. Trời ơi. Vui quá, vui quá. Nhấn nút đặt xuống rồi, vui quá. Vui quá, vui quá. Một phải quả nữa. Ừ, phải quả nữa. Tí nữa mẹ nổ chết mình ấy. Phải à? Thế đéo nào nhỉ? Hay mình ra mình nhặt nhỉ? À nhặt thật. Mình đứng ở đây. Ố? Đéo phải à? Có cái hòm này lấy kiểu đéo gì nhỉ? Có cái hòm này lấy kiểu đéo gì nhỉ? À, ô, đây là hết mẹ rồi. Từ không phải lấy kiểu đéo gì nhỉ? À, cái hòn này có cái tác dụng đéo gì? Đèo quá nhở. Thế là nó chỉ là một cái ví dụ thôi nhở. Ồ, phách thì làm cái đéo. Nghiên cứu. Khen quá thế. Nhân danh nữ thần, tôi ban cho cậu đá linh hồn. Ok. Cậu mong nữ thần mỉm cười cậu. À, tôi hiểu rồi. Bây giờ muốn nữ thần mỉm cười, mình sẽ quay ra cho nữ thần mỉm cười ở cái đoạn đền thờ lúc đầu. Nữ thần sẽ cho cái đéo gì đấy. Chuẩn. Điên rồi. Ra đây. Nha. Anh drop tại vì hồi đấy đéo hiểu gì cả em ạ. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi, mình sẽ lại drop thôi.
Ăn con này trước đi. Dạ. Này thì lên được này. Ôi, tôi nhớ ngày xưa còn có phát anh em mình lên tận núi để bắt con đéo gì nhỉ? Con ngựa màu trắng ấy. Đúng không? Đúng mẹ rồi. À, thằng bô, thằng đép với thằng nhím ngu. Thử kiếm xem nào. Lấy vũ khí. Lấy vũ khí. Ôi, cái cụ rơi hết đồ xuống dưới rồi. Cái miếng thịt đây. Tuyệt. Ồ, từ từ, chỗ này mình sẽ bị lạnh mất. Sao qua được ta? Ui, nó tận trên kia. Ờ, hay là mình phải đi tìm ớt về để mình nấu món cay nhỉ? Đúng rồi, mình phải đi tìm ớt rồi. Tìm ớt ở đâu ta? Thôi mình đi cái màu đỏ trước đi. Màu đỏ có được. Đấy xồi. Cái tìm ớt ở đâu nhỉ? Ớt ở đâu nhỉ các ông nhỉ? Đâu không chơi tên lại. Có một quân nhá. Ê, hái thêm tí nấm đi. Hết mẹ nấm ăn rồi. Cái hòn đá này vẫn chưa biết là có tác dụng đéo gì đâu nhá. À, ông già này có ớt không nhỉ? Ông là kiệt sĩ lắm, ông là đéo cho đâu, ông này hay lừa mình lắm. Mình đéo thích chơi ông già này. Ồ, phải vứt. Ôi, con thằng này, con thằng này. Câu cá có ớt không nhỉ? Ủa, câu cá lấy ớt đó. Ê, con sóc. Ui, mẹ ăn cao thế á. À, cái nhà gỗ đây có ớt. Nhớ rồi. Ô, đây gì đây? Nhìn cái đéo gì. Ô, hủy 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 đi nha. Ôi thôi rồi, vỡ con mẹ cái mình thanh kiếm của tao rồi.
Từ từ đã, nấm này là nấm gì? Tôi nghĩ là mình nên nhặt đi, tại vì sau này kiểu đéo thì mình sẽ phải cần nó đấy. Không phải tự nhiên mà nó xuất hiện đâu. Nấm tóc. Một loại nấm có thể mọc được. Nấu được, ăn tạm thời. À, tăng tốc độ di chuyển. Cái này sẽ nấu với cả con đéo gì lúc nãy nhỉ, con thạch sùng. Như vậy rồi. Ồ, nè. Tuyệt. Tăng tốc độ à? Hợp lý nhỉ. Ui, thương. Anh Trang bạn đã đầy à? Vứt đi như nào nhỉ? Ok à. Trời ơi, đủ. Ồ, sao được ít ô đấy nhở? Cách nào được nhiều ô hơn? Ui, đông thất. Các đéo Triệu Tử Long không? Ê, chúng vào đây thì làm gì nhở? Ông đuổi. Ê. Mẹ đàn ông luôn. Ui, mật ong tăng 2 giọt máu. Thật là đỉnh. Nấm tinh trùng. Một loại nấm xanh mọc trên gốc cây rừng, chứa đầy năng lượng tự nhiên. Nấu được à? Ủa, mũi tên bom. Chị hay. Giá trị đấy. Ê, mũi tên. Cung thì thôi đấy. Ê ơi, ông này có ớt. Ê, ví dụ như mà mình lấy cung tên mình bắn. Trời ơi. Ơ, đây là nhà của ông này à? Vãi cả cứt thật. Thùng thêm ra gì không? À ở nhở. Quên mất mình có cái rìu to này, như thể đạt được mình. Cái gì đây? Đuốc. Kiên xịn. Ơ địt mẹ, nó là cái nắp nồi ạ, nó không phải cái khiên ạ. Ây dồi ôi, chỗ nấu ăn đây rồi nhưng mà mình phải có ớt cơ. À ớt đây này. Nấu với nó để tạo tăng nhiệt độ cơ thể giúp bạn chịu độ lạnh. Ê, thật tuyệt. Nhật ký của ông lão. Hồi bé mẹ bảo là đọc trộm nhật ký người khác là xấu, không nên đọc. Trên cao nguyên hoang vắng này, thú vui duy nhất mang lại cho tôi sự thoải mái là nấu ăn. Và hôm nay tôi đã nấu được một món ăn hoàn hảo. Tôi gọi nó là thịt và hải sản chiên cay. Công thức này không chỉ phục hồi sức khỏe mà còn giữ ấm cho tôi ngay cả ở vùng núi tuyết. Với món đó tôi không còn cần đến áo giữ nhiệt gương ấy nữa. À, men. Tôi không biết tại sao nhưng có vẻ tôi đã quên viết thầm công thức quan trọng. Tôi biết nó gồm thịt tươi và ớt cay. Tuy nhiên, tôi không thể nhớ những thứ mà tôi sử dụng. Tôi có tuổi rồi. Những cao nguyên hưu quạnh này tôi có thể dựa vào kiến thức và trí nhớ của mình và... Tôi sẽ vui tặng... Ui, nếu có ai biết trên nguyên liệu còn thiếu, tôi vui vẻ tặng cho họ một chiếc áo giữ nhiệt của mình. Tuy nhiên có vẻ... có nghĩa là nếu như mà ăn trộm cái gì đã tăng thêm vũ khí thượng chiến à? Nghĩa là nếu như mà mình chế được thì ông lão sẽ tặng cho mình cảm ơn bảo đẹp trai nhé.
Nghĩa là nếu như mà mình ớt à, ê mình có nên thử nấu, mình có thịt không? Thịt. Ơ nhưng mà đéo có thịt, hay là nấu với con thằn lằn được không ta? Táo với ớt còn nấu ra được không nhỉ? À bít tết này. Nấu chín nó đã làm tăng hương vị và số lượng trái tim phục hồi. Ê các bạn ơi, tôi lấy miếng thịt này về tôi nấu với cả ớt thì nó có ra món không nhỉ? Thịt với cá với ớt á. Thịt này đúng không? Được á. Nó là thịt nào nhỉ? Ơ thế này nó chết con sóc có thịt à? Ai giết chim? Trời ơi, mẹ tán bấm nhầm mày. Bực vãi. À... đây rồi. Đây rồi. Ê con thằn lằn tốc độ. Thằn lằn tốc độ. Ồ, để lấy cái thịt chim được. Ê để tôi nấu thử xem nhé. Thịt với ớt à. Không làm gì đấy. Nếu cậu đói có thể dùng cái nồi trống, cậu có thể dùng để nấu cho mình bữa ăn. Nó cần gợi ý. Mở hành trang lấy nguyên liệu thả chúng vào. Ui. Nó quan trọng nhỉ. Hành trang lấy nguyên liệu. Ví dụ như là lấy một miếng thịt. Giữ. Ô. Chết mẹ rồi. Bấm nhầm nút nào rồi. Chọn. Giữ. Ờ, một quả ớt. Một miếng thịt. Một quả ớt với một miếng thịt. Chịu lạnh được 3 phút, tăng khả năng giữ lạnh cấp độ thấp. Ui. Ô, thế bây giờ mình có công thức rồi, ông sẽ tặng cho mình một cái áo ấm đúng không? Tao nấu rồi. Thơm. Nếu cậu thắc mắc thì tôi viết cậu cho nhật ký tôi. À, nghĩa là nếu cậu tìm ra cách món ăn mà tôi viết thì chiếc áo giữ nhiệt là của cậu. Nếu cậu muốn thịt tươi, hãy thử đi săn ở rừng tâm linh. Cậu sẽ thấy nó ở phía phía bắc của cao nguyên. Ơ, áo đâu ông ơi? Áo đâu vậy? Sao lại sai? Chưa đúng công thức của ông ấy á. Thịt hải sản à. Thịt hải sản là... ô. Cái rơm. Từ từ đã. Tôi làm nốt cái ở đây đã nhá. Xong rồi đằng nào... tôi làm nốt cái ấy ở đây đã. Xong rồi tí nữa mình về tìm cái hồ về mình bắt cá, nấu cá với ớt. Nhưng mà hết mẹ ớt rồi. Long đến đây, hãy đỡ. Uầy, khỏe vãi. Triệu Tử Long đến đây.
rơi táo xuống. Đỉnh vãi. Ê con đom đóm, con đom đóm có nhặt được không ta? Uầy, cái này phải trèo từng bước một nhá, không vội được, vội là sẽ bị rơi đấy. Tham rồi. À được 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 được. Đâu nữa ta? Quá. Chết mẹ rồi. Thôi sao? Gì đây? À, ui, đầu lâu luôn. Bố mày là triệu tử long đấy. À, đánh ngã triệu tử long rồi. Ô kìa, vỡ mẹ cái giáo rồi. Sao triệu tử long con kiếm mẹ. Ui cái tay này cũng là vũ khí luôn ạ. Đỉnh 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 đỉnh. Trời ơi cái thương này đam có 2 ạ. Sao yếu vậy. Đam 3 cứ thật. Giờ hết ớt rồi tính sao ta? Thử thách ngưng trệ. Cái này là học được cái ngưng động thời gian rồi. Hai con này ném bom là xong à? Ừ ha. Mình đéo dùng bom bao giờ nhỉ? Dừng thời gian một đối tượng. Rồi rồi ok hiểu 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 cái này rồi. Đéo cần phải đọc. Nhầm. Ừa à à à à à. Ngưng nhờ. À, tỷ lệ bấm xịt à? Thử 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 trước đi cho chắc. Ơ, nó được à? Quả này sáng lên là phải được chứ đúng không? Yeah. Ok à.
tôi sẽ dừng ở đây không ạ? Mẹ cụ đào lâu thế. Ngủ lắm con ạ. Ô, trên này có cái hòm. Man. Yeah. Viên lữ khách. Ô kìa, sao hành trang nó ở đây rồi? Trông xịn hơn hẳn. Ui, búa thật kỳ. Đỉnh vãi. Bứt mẹ này. Ê, cái kiếm gì này sau này nó có tác dụng gì không ta? Mình còn biết là mình giữ lại. Ôi giời, bấm nhầm rồi. Cảm ơn pin nhá. Ô, cảm ơn bạn. Cảm ơn pin nhá. À, ngưng nó lại xong rồi đánh nó. Xong rồi nó hết ngưng trệ bật đi. Wow, amazing. Nói câu gì khác không hay vẫn câu đấy để mình biết bỏ qua này. Đấy, ban cho lá linh hồn. Xong rồi lại mong là nữ thần sẽ mỉm cười với cậu. Yeah. Đó. Bỏ qua. Ba cục rồi. Sao lại vô lý không thực tế. Đánh cuốn quá. Ok rồi này. Bây giờ còn một chỗ lạnh nữa thôi. Chỗ lạnh. Lạnh là chỗ này. Nếu như mà muốn đi lên đây thì mình nên đi từ đây. Đi từ đây đi qua sông Tử Thần. Ê, 6 phút mình có đủ lên đây không ta? Là mình đi lên đường này luôn. 6 phút đủ chứ. Đúng không? Mát. Mình có 2 cục ớt, mỗi cục 3 phút. Từ đã. Cũng mất máu ạ. Này nếu như tôi chạy từ đây có kịp không nhỉ? Đi ra cầu lấy ớt. Đâu? Cầu nào? Cầu nào có ớt? Cầu này à? Chẳng lẽ bây giờ phải quay lại à? Thôi được rồi, quay lại vậy. Mà từ từ tôi xem cái hòn đá này đang. À, nó giấu cái hòm. Cái này mình sẽ sử dụng 500. Đó phải 500 rồi.
nay mình sẽ sử dụng ngưng trệ. Về đi. Bây giờ về cách nhanh nhất có lẽ là tê lê đi. Đến đây, xong phòng lên trên, bắt mấy con cá, xong rồi quay lại lấy cái áo ấm của ông già. Hợp lý. Hải sản. Nhưng mà đéo có ớt nhỉ. Phải có cây ớt ở đâu đấy chứ. Ê, đây có cá không ta? Thịt ở rừng gì á? Không phải, ông ấy cần hải sản mà. Wow, nó là cái kia đúng không? Cắn ớt vào mà có thể bơi qua sông được không nhỉ? Ok, chỗ này vẫn ấm này, từ từ mình tận dụng được. Lên hỏi xem mấy con này có ớt. Trời ơi, bấm nhầm rồi. Trời ơi, mì đi như nào. Có ớt không? Có ớt không? Có ớt không? Có ớt không? Nhờ. Mẹ xong ném cho chúng nó quả bom có phải nhanh hơn không nhờ? Cứ hỏi có ớt không? Cay vậy. Cô lửa. Ê, cái hổ phách này làm gì nhỉ? Để tôi nhờ water. Cho mấy cái thùng sắt ở đây. Holy fuck. Wow, đã đến lớp. Đã đến lúc mình đớp ớt rồi đấy. Cây cầu bị gãy. Man. Ớt. Đây rồi. Cái tôi nghĩ là mình bơi qua được đấy. Đây có câu sắt này. Ừ.
Trời ơi, để biết xoay kiểu gì. Xoay kiểu đéo gì. Wow, khá phết nhở. Phải có ớt. Ta biết đây phải có ớt. Ui, mẹ vừa ăn đấy hết 1 phút rồi. Còn đồ mà đéo gì đấy, con chó nó thả đá đấy. Úi, lại bấm nhầm rồi. Mình cầm theo đuốc có được tăng nhiệt độ không ta? Có à? Ừ ha, hợp lý thế. Được rồi. Một đĩa đi, một đĩa về là hợp lý đấy. Cần rồi. Ha, cảm ơn trọng nha. Ừ nhở, sao về mình đéo tê lê nhở, ngu vậy. Tôi là Ken Nam Hút, danh nữ thần. Tôi đưa ra thử thách này. Thử thách đóng băng của Ken Namut. Đóng băng. Từ chút này. Wow, amazing. À, mình đóng băng để đẩy cái cửa này lên. Ai à? Có bắn chúng tớ rồi. Băng này nâng cái này lên. Yeah. Lại có cái hòm đây nhỉ.
Trời ơi, má cái thương trông có lởm không? Lấy về làm cái đéo gì không biết. Trông kìa. Đeo lây nữa. Ờ, xong rồi à? Thế thôi. Có thế. Thôi nha. À, mày lại tắt mỉm cười nha. Này, tôi thấy có chế độ chơi cực khó đấy. Tôi nghĩ là mình phù hợp với chế độ đấy hơn. Chế độ này là chế độ kiểu dành cho... Hô! Lại hô. Hô cái gì? Tất cả những đá linh hồn từ ngôi đền trên cao nguyên này thật là phi thường. Điều có nghĩa là cuối cùng đã đến lúc tôi phải kể mọi chuyện. Nhưng trước tiên, lại cái đéo gì nữa, ông già lại lừa mình rồi. Tưởng tượng dấu ích trên bản đồ với bốn ngôi đền ở bốn đầu, tìm vị trí các đường thẳng cắt nhau. Tôi sẽ đợi cậu ở đó. Cậu hiểu chứ? Nơi mà hai đường nối đền thờ sẽ cắt nhau ở đó, tôi sẽ đợi cậu. Đéo hiểu gì cả. 1, 2, 3, 4. Nó là đây à? Ô thế nó ở nhà thờ. Nhưng mà mình vẫn cần ớt. Mình muốn có một chiếc áo lạnh cơ. Mình đã có búa rồi, mình có thể đập được mấy cái hòm này không nhỉ? Oh man. Wow. Đéo có gì luôn. Mẹ mình lừa đảo. Sẽ dạy mình đi. Khoan đã. Hòn đá này đẩy xuống rơi xuống đây à? Ơ, thế đấy có một con tinh trùng. Báo hiệu cho mình đấy. Đúng rồi, đây phải có một cái gì đấy. Trời ơi, đúng như ngoài dự đoán, đéo có cái gì cả. Đá đẩy xuống đây nhỉ. Hay thế nhỉ. Cái hòn đá đấy có tác dụng đéo gì nhỉ. Nó phải để làm gì đấy đúng không. Có thể kiểu vớ vẩn như thế được. Ê, đến lúc mình bắt một con cá rồi. Oh.
Ồ. Ồ. Đánh bom chết cá không được. Mẹ, các bạn chơi kiểu béo thế này. Các bạn biết ngày xưa có quả nạn người ta gọi là nạn nổ mìn bắt cá không? Các bạn đang cổ suý cho nạn đấy đấy. Lấy à. Cẳng chim nướng luôn ạ. Hãy nướng chim bỏ vào đây. Ác thật đấy. Từ từ đã. Đây là tìm bóng già mà. Nó đéo giấu một cái gì đấy nhá. Thì thường tôi chơi Dark Souls là mấy cái phòng đấy là nó sẽ có một cái gì đấy để mình loot đấy. Cô hô đâu rồi? Chinh phục các đền thờ và thu thập đá linh hồn. Tôi sẽ ban cho cậu sức mạnh to lớn. 4 đá linh hồn. Để đổi 4 đá linh hồn, tôi sẽ khuếch đại bản thể của cậu. Nên hãy cho cậu biết cậu muốn gì. Trái tim. Thể lực. Cũng đổi. Trái tim nhỉ? Nhưng mà tôi combat hay như thế này thì cần đéo phải trái tim thôi. Thể lực chạy cho nó nhanh. Nhờ. Thể lực. Trái tim. Thể lực. Hãy trái tim. Thể lực đi. Con bắt hay mà. Cảm ơn nhá. Cái thức bảo vệ của bạn đã tăng lên cho phép bạn chịu đựng lâu dài và bền bỉ hơn. Wow. Amazing. Đấy. Tới rồi đấy. Ơ kìa. Đưa cái dù đây. Hey. Well done there, young one. Now then, the time has come to show you who I truly am. Bây giờ ông này mới nói đúng nhỉ? I was King Rome Bosphorus Hyrule. I was the last leader of Hyrule, a kingdom which no longer exists. Đấy, bây giờ mình mới bắt đầu hiểu cốt truyện này. Wow. Vua rờ hoám luôn ạ.
The great calamity was merciless. It devastated everything in its path, Lo, a century ago. Mm-hmm. It was then that my life was taken away from me. And since that time, here I have remained in spirit form. I did not think it wise to overwhelm you while your memory was still fragile. So rather than that, I thought it best to assume a temporary form. Forgive me. I think you are now ready. Ready to hear what happened 100 years ago. To know Calamity Ganon's true form, one must know the story from an age long past. The Demon King was born into this kingdom, but his transformation into malice created the horror you see now. Stories of Ganon were passed from generation to generation in the form of legends and fairy tales. But there was also a prophecy. The signs of a resurrection of Calamity Ganon are clear, and the power to oppose it lies dormant beneath the ground. We decided to heed the prophecy and began excavating large areas of land. It wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors. These relics, the divine beasts, were giant machines piloted by warriors. We also found the Guardians, an army of mechanical soldiers who fought autonomously. This coincided with ancient legends oft repeated throughout our land. We also learned of a princess with a sacred power, and her appointed knight, chosen by the sword that seals the darkness. It was they who sealed Ganon away using the power of these ancient relics. 100 years ago, there was a princess set to inherit a sacred power and a skilled knight at her side. It was clear that we must follow our ancestors' path. We selected four skilled individuals from across Hyrule and tasked them with the duty of piloting the divine beasts. With the princess as their commander, we dubbed these pilots champions, a name that would solidify their unique bond. The princess, her appointed knight, and the rest of the champions were on the brink of sealing away Ganon. But nay. Ganon was cunning, and he responded with a plan beyond our imagining. He appeared from deep below Hyrule Castle, seized control of the Guardians and the Divine Beasts, and turned them against us. The champions lost their lives, those residing in the castle as well. The appointed knight, gravely wounded, collapsed while defending the princess. And thus, the kingdom of Hyrule was devastated absolutely by Calamity Ganon. However, the princess survived to face Ganon alone. Link, you are our final hope. À, thế giọng đấy là giọng của công chúa. The fate of Hyrule rests with you. That princess was my own daughter. Wow. My dear Zelda. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you. Cậu Trần Thái Linh, chính là cậu. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. And then you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now,
As she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself, and nothing will stop him from consuming our land. Considering that I could not save my own kingdom, I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow, Ganon has maintained control over all four divine beasts, as well as those guardians swarming around Hyrule Castle. I believe it would be quite reckless for you to head directly to the castle at this point. I suggest that you make your way east out to one of the villages in the wilderness. Follow the road out to Kakariko Village. There you will find the Elder Impa. She will tell you more about the path that lies ahead. Consult the map on your Sheikah slate for the precise location of Kakariko Village. Make your way past the twin summits of the Dueling Peaks. From there, follow the road as it proceeds north. Uầy, bây giờ mới hiểu cốt truyện à. Cuốn phết nhỉ. Biến mất luôn. Wow. Mẹ à, đéo cho bộ quần áo nhở. Thế từ từ đã. Thế ông già không cho cái áo ấm à? Trời ơi, lấy áo ấm ở đâu? À các bạn, lấy cái áo ấm ở đâu bây giờ? Ơ, thổi kèn mẹ rồi. Mày thổi kèn. Chết mẹ mày đi. Ơ, khoan đã. Mày đi. Ơ, vẫn còn sống, vẫn còn sống. Ơ, không thành. Cái gì? Tung. Bỏ đây. À, lúc ấy thực khi mình... Ôi, cái đéo gì đây? Đéo gì đây? Em mình phải bắn tên lửa mới đúng. Ấy.
vẫn đeo quả ớt. Đi nhở? Đúng được rồi đấy. Mình bỏ chỗ này thôi. Đây như kiểu tutorial ấy. Bây giờ mới bắt đầu vào game này. Núi đôi à? Núi đôi kia. Mình sẽ phải đi lên đấy à? Em nào. Bỏ điểm này đi làm nhào ta. Thu phóng. Xóa tem này. Đây à? Wow. Đi đi. Ui, mẹ con quái vật trông mẹ gớm ghiếc vậy. Gớm ghiếc. Gớm ghiếc. Uầy, có lẽ tôi nên chuyển sang chơi chuyên cung không? Mình đàn anh. À, đam 6 à. Kịch thừa. Đây là. Mấy khu này chắc là để farm đồ. Này, với sức mạnh này và trình độ combat của tôi có thể... Kìa. Lợi hại vậy. Này mình có thể đi đánh mấy con divide luôn được chưa nhỉ các bạn nhỉ? Mình chỉ cần đánh 4 con divide sau là mình đến cái lâu đài kia xong rồi mình đánh bốt phá đảo nữa là xong game đúng không? Ngày xưa tôi nhớ tôi đánh được 2 con rồi. Mà như bây giờ mình phải đi kiếm ngựa trước hay sao? Ngựa ở đâu? Ấy kìa, đấy, ở lâu đài kia kìa. Ê vậy. Áo ơi. Uầy, bịt thật luôn đấy, mà quái vật chết luôn đấy, mày à, mày là thật. À, mình phục kích tôi. Không được. Tình hình là không thể đánh bốt được rồi. Có tin đồn về một công cụ cho phép ngay lập tức đến bất cứ nơi nào bạn đặt nó. Báu vật giáp bóng tối. Wow. Tàn tích làng Dia có một cuốn nhật ký vị trí của kho báu này. Ui, mũ thương gia, áo ngọn gió. Wow. Y phục tiên. À,
tàn tích tiền đồn. Ui, nhiều nhiệm vụ phụ đấy nhở. Ui, bây giờ đọc nhiệm vụ mới bắt đầu hiểu này. Nhiệm vụ chính thì không cần này. Tiêu diệt Gano này. Nhiệm vụ phụ. Tin đồn ngựa cổ. Dây cương giúp nâng cao kỹ năng của một con ngựa và chiếc yên ngựa có thể triệu hồi ngựa đến chỗ bạn. Mình đi làm nhiệm vụ này đi. Mình sẽ cho mình con ngựa đây. Dưới này à? Ok. Cái gì đây? Không được rồi, chạy đi cáo ơi. Lại phục kích. Không đánh nhau nữa, sợ lắm rồi, đi đánh ngựa đã. À đúng ra lúc nãy phải lấy máu thôi đúng không? Ông nào bảo tôi mẹ. Ông nào bảo tôi lấy thể lực ấy. Hãy đỡ. Ừ, đỡ được rồi. Hang này có phải hang trồng ớt? Cái gì đấy ta? Ủa? Hang này làm gì ta? Rồi, đi kiếm con ngựa trước đi. Di chuyển cho nó dễ. Đúng, hang của Navi đấy. Hang của MU đấy. Lại phục kích. Cái mũi nhìn mày thôi à. Không có mũi tên à? Cần mũi tên cơ. Chết mẹ rồi, vỡ mẹ kia rồi. Tên. Đưa cái chày đấy. Ây ạ. Ây ạ. Đuổi.
Ờ, mình có thể farm tên bằng cách là mình cứ chạy vòng vòng cho nó bắn xong mình nhặt lại được không? Được chứ nhỉ? Đâu rồi? Sao lại chạy lên đây hả bé? Wow, kiên xịn. Ủa? Bắn trượt ta. Trời ơi má, mấy cái mũi tên này mình đéo dùng bao giờ luôn á. Này tại sao mỗi lần tôi nhặt được 5 mũi tên nhiều như thế mà lúc đéo là tôi bị thiếu tên là nhờ? Cái vô lý vậy. Ảo ma Canada thế. Ui, hồ rộng thế. Bao giờ ở đây cắm một thanh kiếm hay là chôn giấu một cái gì đấy bí mật không ta? Ui, cái gì đây? Ồ, nhìn kia. Này sẽ phải chết. Ủa nó, ủa ha. Ê, bấm nhầm. À? À, ném. Ok, bấm nhầm rồi. Ném đi. Ui, trông quả thương xịn phết nhở. Wow, thương ngon á. Ô nhưng mà cầm thương thì lại không cầm được kiên. Kiên vẫn là một cái gì đó vậy đây. Wow, chiếc hòm sắt. Ờ, cái kiếm gì này đéo biết có tác dụng gì không nhỉ? Được à? Trời ơi, nhà quê vậy. Ui, thương đẹp thế nhở? Đó. Ui, kiếm thương thì xét, kiếm thì xét. Độ bền của nó rất thấp à. Mấy cái này sau này nó phải có tác dụng gì đấy chứ đúng không?
Ơ mẹ chứ gì đã bay đi rồi. Để đang kịp. Cỏ đéo cỏ khôn thế. Nó định bắn chết nó. Nấm sắt. Ui, đông thế nhở. Nhưng mà mình vẫn phải lên kia để mình mở bản đồ. Nếu biết là nhặt những cái này về có tác dụng đéo gì không. Cứ phải nhặt lại, hay vãi. Trời ơi, hang ổ của bọn lợn. Ui, cái thương này xịn vãi ạ. Trời ơi, dùng nhiều nó sẽ bị hỏng mất. Không được. Ý lắm. Thơm. Thương bị hỏng rồi. Ui, cung xịn thế. Cung đam 14 luôn ạ. Nhầm. Ua. Trời ơi, thương đéo với đam có 4 vậy. Chơi bắn nhau. Chơi bắn nhau. Ai ạ. Ui, màu đéo như thế này. Ủa, cháy hết cả vũ khí mình luôn ạ. À, mà khỏe vậy. Ừ, con này phải bắn cung rồi. Lại hỏng. Ờ, nó chết rồi. Ui, được cả cái kiên xịn luôn ạ. Ngon vãi. Có mũi tên quá. Thế nhỉ?
Ui, đam 24 ạ, men. Thiên cải tiến. Cái cái đồ đi. Nghe trò này cổng cung lợi thế nhở. Ui, của kiếm ấy. Này vô địch thiên hạ mẹ rồi còn đéo nữa. Ui, cây táo siêu sai. Lại còn đéo nữa. Ôi. Mẹ mày siêu nhân lợn à? Kinh khủng vậy. Trời ơi. Cái gì thế này? Trời ơi. Ai cả cứt thật thì tôi đéo nghĩ là mẹ mấy con lợn nó khỏe đến mức đấy luôn ạ. À. Rồi, tôi sẽ đéo giết mấy con dâu riêng ạ. Tôi sẽ đi tập trung tôi giết con lợn luôn. Kinh khủng. Đấy, nãy tôi dùng khiên đấy, không thấy mẹ đập phát văng cả khiên ra. À, con này chỉ có bắn thôi. À, phục kích tao. Phục kích tao. Thạch chu chu. Ào. Này có tác dụng gì ta? Chết mẹ rồi. Vẫn phải đánh bọn kia để lấy cung rồi, không đều có cung để bắn đấy đâu. Đều cung để bắn con lợn xịn đâu, lợn xịn kinh lắm. Con cặc, à con cò. Trời ơi, đổi cung tên như nào, quên mẹ rồi, đổi cung lửa như nào. Trời ơi. Không biết luôn á. Uầy, bay xa vậy đái luôn. Ở đâu đến chạy chọc phát đúng phát chết luôn ạ. À. Đéo thì tưởng tượng được. Khỏe thế nhở. Từ từ gọi đồ ăn cái không ạ. Em ơi, cho anh một cơm gà cà ri với cả một nước dầu nhá. Thank you.
Hình như là tại vì mình đéo có giáp cho nên là mình yếu đúng không ta? Cái đéo gì đây? Cái đéo gì đây? What the fuck man? Cái đéo gì đây? Bóng ốc tô bơm để nâng, vì vậy gắn nó vào các vật dụng bạn muốn nâng, giữ nó trên tay là nó có thể còn thế nữa này, tất cả những cái con vật mà tôi gặp, con cáo, con dê, con cò các thứ là đều để lấy thịt thôi đúng không? Chứ nó không có tác dụng gì đâu đúng không? Thì tôi là cái việc tôi giết nó không ảnh hưởng gì cả mà đúng ra là tôi nên giết nó như thế đúng không? Ôi, mất có tí máu thế thôi á? Gớm nhờ. À, cái thương lờm đeo chịu được. Thương đeo, thương đàm 4 là giờ. Chúng ta đấy, đồ bắn chúng ta đấy. Đồ bắn chúng ấy. Đồ bắn chúng ấy. Game phát nhở, để lâu quá mẹ toàn bị chết không đấy, không thỉnh thoảng phải nhắc tôi xếp game phát. Ôi rồi, bằng mẹ rồi. Ui. Là sao? Ui hết tên à? Con này gì?
mình của rừng băng. Ôi chết luôn ạ. Holy fuck. Ui đéo được, phí quá phí quá. Cái này khỏe quá. Hay là nó cao tơ nhỉ? Dấu hiệu cao tơ nào đây không nhỉ? Này tôi đéo hiểu sao thỉnh thoảng tôi nhặt được 5 mũi tên mà sao bắn nhanh thế nhở? Tôi bắn mỗi phát mất con mẹ mới hết tên rồi là thế đéo nào. Đầy rồi. Thế chứ. Ơ, cái con màu xanh lúc nãy đâu ta? Ờ ha. À đây. Ôi, con này như là nó đéo chạy ra khỏi cái bờ này được đâu các ông ạ. Ngu cực. Ơ đéo được cái khiên là lũi được cái khiên xịn lắm à. Đây rồi. Okay. Tiếp lại phát đi đánh nhau, mẹ trả thù con lợn phát xem nào. Ô kìa. Đéo mẹ khỏe chứ nhở. Kinh khủng thật sự ạ. Mẹ đánh đúng phết ạ. Nổ ạ. Chưa. Mẹ nó đam 45 liền bảo sao nó cũng đập mình phát trên luôn. Đúng thật. Trời ơi, đánh con lợn chỉ để lấy 10 mũi tên ạ. Trái chuối. Trái dừa. Ngọc Opa. Cục sắt này để làm gì? Ừ, ha.
chẳng đầy nhỡ ngã thì sao? Ê, bên dưới nó cứ hiện cái dấu ích đỏ là cái đéo gì nhỉ? Không chả? Không ơi. Thấy không? Thấy ở radar có hiện bên dưới cái ích đỏ. À, dưới này có một con xanh nữa này. À, chỗ nãy mình chết à? Đánh dấu lại để làm đéo gì nhỉ? Đồ cũng nhặt lại được đéo đó. À nhầm, có rơi đồ đéo đó. Đéo gì ấy? Ui, mẹ to thế. Biến à. Oh. Cảm biến đền thờ luôn. Chị này ok. Ui, mẹ à, sao đéo hiểu sao từ đây nhìn được mỗi một cái hang là thấy đéo nào. Ừ ha. Đây cái cầu mình vừa qua này. Ủa ôi, con đéo gì kìa? Cũng kinh khủng đấy. Tôi nhầm của mẹ rồi. Không tên rồi. Ngủ lắm. Ngủ lắm. Con này thì đéo sợ. Này mẹ tôi xuống đập cho phát chết luôn. Nấu ăn chưa cần lắm, tại vì đang ít máu. Từ từ, lư vào đánh con kia phát ra này. Trông có vẻ ngu. Nhìn có vẻ là nhanh nhẹn đấy. À, nó cầm lửa à. Lửa sợ tên bắn. Ui, mấy con liền thế, đéo phải một con đâu. Oh.
bên kia lại có cái đánh châu ích để thấy đéo nào nhỉ. Từ từ đã, tôi xếp rồi đúng không nhỉ? Xếp rồi đúng không? Ừ. Từ xếp xuống chỗ đánh châu ích thôi. Ok à, hết sức rồi. Ô, không có gì ở đây à? Đánh dấu làm béo gì? À, đánh dấu để nó lừa mấy thằng ngu. Ô, thì mình cũng ngu thế nhở? Tìm hòn đá đặt vào đấy á. À thế à. Ừ ha, kiếm một hòn đá. Đá đi, tôi nghĩ chắc là nó sẽ loanh quanh đây. Hòn đá hay là nó dưới nước. Cá cháp thiếc. Cả lìm tên cá. Eo, cái hòn đá ở đâu ta? Tại vì cái trò này nhá, khi mà mình bê một cái đồ ấy, nó sẽ đi rất chậm. Nên là chắc chắn là hòn đá nó sẽ ở loanh quanh đây thôi. Ơ, đúng thế đéo nào được. Ui rồi, ui rồi ôi. Mẹ, vợ ta ném dép ta còn tránh được nữa là. Ui rồi. À đây này. Đồng, đấy đây à? À. Mình cần bao nhiêu hạt này ta? Ui. Cái làng chỗ tìm ngựa này ở ngay gần cái chỗ ấy này luôn này. À, từ từ ra đây check cho bạn. Tôi nghi ở đây phải có một cái hang nào đấy. Ui, đúng như ngoài dự đoán, đeo có cái hang nào đây ạ. Cái gì kia? Ui, bên này có một cái đầu lâu nữa này.
Là nhà không? À, làm sao bay được qua đấy à? Bắn cung á. Đâu, đéo phải. Rồi, tôi nghĩ phải bay đến đấy rồi. Không bay thì đéo được. Không được. Cái này phải có gió cơ. Đây, tôi biết rồi. Mình phải có lửa, mình đốt lên cơ. Mẹ mà lại phục kích. Út. Chơi đúng không? Ôi, còn bên này có cái đéo gì nữa này. Thế cái thế giới của cái Zelda này nó nhiều thứ mà người khám phá vãi đái luôn ấy. À, thiếu một quả táo à? Ba hạt rồi. Ui, tôi nghĩ kia là một hạt nữa đấy. Đúng không? Trời ơi, nhưng mà hết mũi tên rồi. Hết mất mũi tên rồi. Cái đấy ý, phải có cái gì đốt được ở dưới cơ. Tại vì cái dù của mình ấy, mỗi lần mình nhảy lên mà có cái gì đốt ở dưới là không khí nóng sẽ đẩy lên và mình sẽ được bay cao hơn. Thì tôi nghĩ là cái đấy mới bay được chứ. Bây giờ chịu. Làm sao bay được? Hay là mình bay phát từ đây xuống nhở? Ố, kia kìa. Sao mình không sang bên kia nhở? Đúng không? Ồ, cảm ơn Huy nhá. À đúng, không đủ stamina. Ồ, tôi nhìn thấy kia có một cái nữa kìa. Ê, cái chỗ kia là chỗ chạy ngựa. Đúng rồi đấy, chạy ngựa luôn đấy. Quay mình qua chỗ chạy ngựa đấy luôn đi. Hợp lý ấy. Nhưng mà nếu như không nhầm thì tôi vừa nhìn thấy có một cái hang ở đây này. Đấy, đúng thật. Ô, cái đéo gì đấy? Trời mẹ mày khiên rồi. Đây có thằng bán đồ à? Ôi kìa, vị trí đâu rồi? Ai à? Mẹ mất luôn giọt máu á. Ơ, cây ớt kìa. Mẹ à, tầm này con ớt làm cái đéo gì. Bán đồ ở đâu ta? À kia rồi, thấy rồi. Khó á. Mày thích khó, dậy đây. À chị à. Thật lạ khi thấy có người phiêu lưu mình ở đây. Em đang đi đâu đấy? Em đéo biết luôn.
Đồng cỏ pha rôn. Ok kìa, em đéo muốn nghe, khổ muộn lắm mẹ, 3:30 sáng rồi nghe gì chị. Chị mất đi chú ngựa. Và rồi, chị nghe chuyện kể về đài tiên ở đồng cỏ, một nơi kỳ diệu có thể hồi sinh ngựa đã mất. Mén. Thế thôi. Em có tin mà có ngựa chết sống lại không? Em tin. Thế à? Thế thôi à? Câu chuyện của chị chỉ thế thôi à? Ui, mẹ, thiên đường ớt. Ui, mấy thịt to thực sự. Này, có cách nào chế được mũi tên không nhỉ các bạn nhỉ? Cục cái. Cách nào chế được mũi tên không ta? Đó xong nhá. Ờ, để anh phá đảo xong game này nhá. Xong rồi mình sẽ chơi. Ô, cứu. Ta đây nhở? Em mình phải giết nốt con kia nhở? Toàn cơm cà ri thịt cỡ vừa tăng 6 trái tim, tăng khả năng chống điện ở mức thấp. Ui. Ui, cháu muốn mua, cháu muốn bán. Bán được nhiều đồ đấy nhở. Ê, có tiền à? Mua xem nào. Ông này bán toàn trái cây với cả cá. Cua. Trái dừa. Ông không bán mũi tên nhỉ? Cháu cần mua mũi tên cơ. Chắc hiểu kiểu gì mấy con rơi đi. Cũng phải có tên mà bán chết. Chắc tí phải vào làng kiểm tra sức mạnh nhỏ. Đền Pumanit. Pumanit. Cái tên. Kiểm tra sức mạnh nhỏ là sao ta? Đánh nhau à? Ôi, đánh nhau thật. Ồ, một con nhện. Chết con mẹ rồi, lại chưa lưu. Ủa?
gốc. Mẹ mà kinh dị vậy. Ở đấy gì đéo? Đấy gì đéo? Cái đấy gì đéo? Cái đấy gì đéo? Ui, được quả khiên chị luôn ạ. Đỉnh 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 đỉnh. Dễ. Ui, kiếm hộ vệ men. Tuyên hộ vệ men. Wow, amazing. Yếu nhưng mà nó đẹp không ạ? Game thời trang mà. Bú mấy răng. Làm vậy. Ừ, như kiểu đồ của con Echo ấy nhỉ. Ui, bao giờ mới tìm được thêm 4 cái nữa để nâng cấp máu nhỉ? Hay là sao mình phải có đồ để tăng máu lên chứ đúng không? Này thì chết à? 3 cục cất. Rồi bây giờ ra chỗ ngựa là mình mở thêm được, mình giải đố thêm một phát nữa này. Nhưng mà thiếu mũi tên quá. Cần mũi tên cơ. Cái gì đây? Ơ, chị gái này vẫn đang. Cô cũng nghe về một cái hồ gọi là hồ Hàm Rồng hay gì đó. Cô đã nghe mẩu tin này từ một nhà thám hiểm khác và cô rất nóng lòng chia sẻ nó. Hồ Sam Lợi, hồ Hàm Rồng à? Hồ Hàm Rồng có cái gì ta? Cái trái cái hồ này. Hay là đây? Củ cái. Hay là đây là hồ Hàm Rồng. Con cá. Ớt. Ê, nếu như tôi nấu ăn xong rồi tôi bán cái món ăn đấy đi thì nó có được nhiều tiền hơn không nhỉ các ông nhỉ? Thế rồi, đéo có cung tên thì làm sao mà có thể lấy được cái ong này nhỉ? Hay. Tí hụt. Ê. Có thể bắn chết bà chị hộ tao được không? Tin chúng mày. Quan trọng. Gai có cu. Ui, cái gì sáng sáng kia?
cái gì đây? À, thế được thêm một cục cất nữa. Cảm ơn Huy nhá, cảm ơn em. 4 hạt rồi. Tôi chưa cho mình cái gì à? Ở đây mới là hồ. Đây là hồ hám rồng nhỉ. Ui, người trông kỳ bí đấy. Rồi, đi lấy con ngựa trước đã. Đổi đồ à? Gặp ở đâu ấy nhỉ? Tôi quên mẹ rồi ấy. Tôi nhớ là cái hạt này nó có tác dụng đéo gì đấy. Thấy rồi. Thật kêu. Uầy, lợn cưỡi ngựa. Thật khủng khiếp. Nhờ. Kinh nhờ. Sợi gai này đam bao nhiêu ta? Này, mình bỏ cái rìu đi được chứ nhỉ? Ui, mẹ mình nhìn cái đội quân nó kìa. Nhí nhố vậy. Đi lên ăn cái bên trên này trước cho đỡ ồn nữa nhá. Xong rồi lấy ngựa xong. Đây này, ngựa thiếu gì các bạn, tí nữa bắt mà. Cần gì phải lên luôn. Tí nó sẽ có nhiệm vụ bắt ngựa. Cái này lý do đỡ kêu, kêu quá. Cửa sắt mở đường. Ai à? À, bố mình xin cây thương. Đi mẹ sao đam có 10. Mẹ yếu vậy. Kia là mìn rồi này. Đó cũng là mìn này. Ôi da. À. Hay là mìn nổ để rơi cái cửa này ra nhỉ? Hứt.
Ờ, áo đi săn giờ không mở lại rồi em ạ. Ôi đúng thật. Ơ ô cửa đấy là cửa mình đến đã. Ô thế cửa này cửa khác à? Ơ thế là thế đéo nào nhờ. Lạ nhờ. Ngon ha. Thì đéo nào. À, chỉ thế thôi. Ngọc Oppa. Hít lỗi đi. Thế gian khó kiếm được một người đặt sắt chuẩn như tôi. Quay bây giờ mới được 2 cục ạ. Mày cắt cứt thật. Ok rồi đấy, giờ xuống bắt ngựa thôi. Đã có ngựa cưỡi rồi. Trời ơi. À đây được. Ô hay là bắt bò. Ô, bắt bò. Ui hay là bắn con bò lấy thịt nhỉ. Hey. Chào mừng đến với trạm ngựa. Đây giải quyết vấn đề liên quan đến ngựa. Chưa thấy cháu bao giờ. Biết hệ thống chạy ngựa không? Không biết. À. Có thể gửi ngựa ở một trạm ngựa và nhận nó tại trạm ngựa khác trong mạng lưới này. À. Có thể bắt gặp ngựa hoang trong chuyến đi rồi. Nếu cháu bắt được một con ngựa và cưỡi nó đến đây để đăng ký, nó sẽ trở thành ngựa đồng hành của cháu. Một người có thể gửi đến 5 con ngựa và cháu có thể hoán đổi ngựa ra vào tùy ý. Cháu có biết cách bắt ngựa không? Đéo. Ồ. Để bắt ngựa hoang, cháu chỉ cần tiếp cận nó từ phía sau, nhớ là đi chậm để nó không biết và rồi nhảy lên. Nhưng nó là ngựa hoang nên nó sẽ bắt đầu hoảng loạn và hất cháu xuống. Hãy thử xoa dịu nó. Cuối cùng nó sẽ nghe lời. Khi đó, hãy đưa đến đấy cho chú. À. Nếu ngựa không đi được hướng của cháu, cháu sẽ chuyển hướng nhẹ nhàng. Cháu chỉ cần chuyển hướng nhẹ nhàng. À, rồi. Ồ. Nha. À. Ok. Kiểu nhá. Yeah. Chơi á, chơi như nào? Chơi luôn. À, ông này là ông gạ đua. À. Ủa, thế nhiệm vụ là nói chuyện với ai ta? Đây là phòng nghỉ. Đây là ngựa hoang đúng không? Hay là ngựa của ông ấy thả ta? Tôi nghĩ là ngựa hoang.
tôi sẽ bắt một con ngựa đen. Ngựa đen chạy cụ rồi. Thôi được, tôi sẽ bắt con ngựa vàng này vậy. Ngựa đeo thính thế. Đi chậm thôi à. Đen ơi, đen ơi, làm dịu là nút nào, lờ là nút nào, trời ơi, đi con mẹ, lờ là nút nào, dịu cái đéo gì. Không sao, anh nghĩ là ổn, nhưng anh làm được ấy. Ê, cái cục này muốn lấy làm nhau, mình phải có cái gì đấy để mình đào. À, vũ khí đập là được. Ok. Thì tí nữa nhá, để thôi mẹ bắt con ngựa đen này nào. Nhưng mà mấy cái quặng đấy sau này để làm gì nhỉ các bạn nhỉ? À, con ngựa tinh thế nhỉ? Thì đéo nào. Let shoulder. L. Let shoulder. Không đủ stamina. Có cái loại thức ăn gì để tăng stamina ấy nhỉ các ông nhỉ? Thống để bán hàng. Man. Không thể tin nổi nhá quen em. Tên anh là Bender. Mình nhớ Bender thôi. Wow. Nó lại bán bọ. Thì phải em cần mua bọ đéo đâu. Em muốn mua. Ui, anh này bán mũi tên này. Mật ong cộng một món mic à. Ui, anh này bán nhiều mũi tên vậy.
Ui, bán được nhiều vậy. Bán hết mấy cái này đi. Hết cả cái này nha đi. Ừ, mấy cái này mình cầy lại dễ mà đúng không? Em ơi, anh không ship ra nước ngoài được. Em nói thật đấy, anh chỉ bán ở trong nước thôi. Em nhờ người nhà mua, sau đấy là tự gửi sang cho em nhé. Thì anh nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Anh cũng muốn bán cho các bạn nước ngoài lắm, nhưng mà nhiều vấn đề quá anh. Em mua hết mũi tên của anh luôn này. Em sẽ lấy hết. Ok. Ô, ông này bán mấy quả bóng Opto để làm cái đéo gì ta. Mật ong cộng một món mix bất kỳ à? Mật ong cộng với... Ê, mật ong là nấu với cả hoa quả hay là nấu với thịt hả các ông? À các bạn ơi, mật ong cộng một món bất kỳ nãy bạn nào vừa bảo với nhở? Là cộng với cả thịt hay là cộng với hoa quả đấy? Hay là mật ong với ớt? Ông nào nãy vừa bảo đây, ông ơi, cứu tôi với. Thịt à? Thịt tươi à? Thịt tươi cỡ vừa. Quan trọng nha. À đây đây đây, đúng đúng đúng, có tăng stamina đấy. Tăng trong bao lâu nhỉ? Ô, ngay lập tức đầy vòng thể lực cơ mà. Chết mẹ nó. Giờ tôi bắt lại mà. Tức là bây giờ tôi ăn luôn à, hay là tí nữa cưỡi nó mới ăn nhỉ? Để ăn luôn đúng không? Cơ mẹ mày, nó đầy thôi. Nó đéo tăng giới hạn lên à. Sai rồi. Công cốc rồi. Trời ơi. Giờ kiếm mật ong ở đâu? Chúng tôi mới. Ô, thế là được à? Ô, thế là được à? Trời ơi, đủ ma. Thế ông làm như là khó lắm ấy. Dọa hết này khác bánh mẹ đủ stamina. Ôi, đăng ký ngược em à. Qua là cái đéo. Yeah. Sức mạnh, tốc độ, thể lực, tính cách. Ừ. Con này sức mạnh hơi yếu nhỉ. Yeah. Cái nào là bao nhiêu sao là khỏe nhất nhỉ?
20 giúp. Ok. À. Yếu vãi cả bìu quá. Ok á. Rồi, ok, biết nó thi tháo rồi. Ê, từ từ, để tôi đi bắt con khác đi. Mày yếu quá. Làm sao để mình biết được con ngựa nào khỏe nhỉ? Ờ, quan trọng. Năm sao á? À, phải là năm sao luôn. Ủa, con này trông có vẻ lực này. Còn mẹ, bố mày đang bắt ngựa với con chó này. Làm rượu, làm rượu, làm rượu, rượu. Ai à? Bắt con nách chào anh. Ủa, kiếm kia đam 20 à? Nghĩ. Bỏ nó chạy đi. Oh yeah. Mẹ nó cứ đứng khoanh như thế nào. À đây đây, đứng khoanh. Mẹ mình xịn hơn con lúc nãy đấy. Vâng. Ok. Đó. Ok. À. Nhận ngựa. Đó. Trời mưa rồi. Ừ, có con ngựa kia mẹ. Bắt nốt thật nào. Bố mày đến để bắt mày đây. À, mẹ mất máu à. Ủa, con ngựa này có vẻ là 5 sao đấy.
Làm gì? Chết mẹ mày chưa? Về xem nào. Ôi giời ơi, con này có mỗi 3 ấy á. Đéo được. Con này có mỗi 3, cái kia thì có vẻ là yếu hơn rồi. Ui giời, trời. Tạm biệt. Có ngoài này lựa thì có vẻ xịn. Làm gì? Ôi giời, thôi. Mẹ à, mày 2 cái thì thôi. Kìa, nó trèo cây. Trời ơi. Trời ơi, Linh ơi, anh xin mày. Con này cũng... Này, khi nào nó phải có 3 cái móng... À, 5 cái móng đi thì mới là ngựa 5 sao đúng không? Này yếu. Thôi, con này 2 thì mẹ... Ôi sắp hết táo rồi. Hay à. Ôi trời. Hết mẹ rồi. Kéo còn con ngựa nào nữa rồi. Ơ kia con kia, ngựa đen. Wow. Cái chị này. Hết vào phát đi. Đi. Ôi. Không được, không phải tạm được. Không liên quan đến cái vấn đề sau này mình còn chơi tiếp hay không, mình có chán chơi hay không. Bây giờ mà bắt được một con ngựa ngon thì quyết tâm phá đảo của mình nó cao hơn đúng không? Đấy. Mình phải tính được lâu dài. Thank you.
Ui, con này được 4 vạch này, trông có vẻ được này. Ok này. Ok. À. Ô. Sai. À. Ê. Ui đẹp thế nhỉ? Nhưng mà từ từ, tôi thấy con ngựa đen ngoài này có vẻ khỏe. Còn hai con này nữa thôi là cái bãi này hết ngựa rồi đấy. Mẹ đéo có con nào 5 sao ở đây. Bốn sao là mắc rồi á? Sao ông nào bảo là con 5 sao? À thế à? Ê, tôi bảo này, không có nhớ là ngày xưa anh em mình chơi xong mà có một cái hồ gì đấy trên núi, xong ở trên này có một con ngựa, kiểu ngựa bạch mã trong truyền thuyết ấy, con ngựa đấy mình có bắt được không nhỉ? Hay là mình chỉ lên mình chụp ảnh với nó được thôi nhỉ? Bắt được á? Ô đấy 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 đấy, bắt con ngựa đấy có phải là đỉnh cao không? Con này nhanh thế nhở? Con này chắc 3 sao. Ui, con này 2 sao, ui mẹ. À, không có phục được. Được. Con này trông vẻ khỏe này. Ừ kìa, mày ngồi xuống. Thịt mẹ Linh ơi, mày ngu vừa vừa thôi. Mẹ nước sâu quá, nó đéo ngồi được ạ. Đau quá ngựa ơi. Ây ô. Ôi giời ơi. Ôi con này đéo ăn thua rồi. Mỗi con lúc nãy là ngon nhất rồi. Phải đi vào rừng kiếm thêm táo mới được, hết táo rồi. Ê. Đâu nhỉ? Đua ngựa với cả ông chú kia xem nào. Mẹ Odin phát xem nào. Ồ. Chơi luôn. Đấy chú. Đấy luôn. Ui. Đấy luôn. Ví vào cửa là 20 rút. Ok đấy. Đó, xem đua ngựa trong chú này. Oh. Lắng nghe này. Vừa cưỡi ngựa quanh sân cỏ này, nhảy qua chướng ngại vật. Tổng cộng 10 chướng ngại vật, cháu có thể tăng được qua chướng ngại vật. Khi vượt qua cuối cùng, hãy quay lại đây đơn giản mà ức.
trợn mắt lên mà nhìn này. Phần khó nhất là cháu không thể cố gắng điều luyện đua nhanh hết mức có thể. Để vượt qua chướng ngại vật, cháu phải điều khiển ngựa mình thật tốt. Nếu cháu đánh lại được kỷ lục của chú sẽ cho cháu trang bị ngựa. Man. 1 phút 30 giây trước đã. Kỷ lục của chú là 1 phút 15 giây. Cháu có làm được chứ? Lại nhảy như nào nhỉ? Nhảy lúc nào nhỉ? Oh. Kéo phải mà chưa biết nút nhảy ở đâu cả, công hiểu không? Thôi ạ, à, nghe cái đéo gì nữa. Ồ? Cháu thề với chú, cháu còn đéo biết nút ngựa nhảy là nút nào cơ. Thế nó mới cay chứ. Từ từ đã, cháu tìm nút. Tìm nút ngựa nhảy. Đây là nút nhảy khỏi ngựa chứ đéo phải ngựa nhảy. Đây là nút biết ngựa kì. Ơ, nút ngựa nhảy là nút đéo nào nhỉ? Tự nhảy á. Chuyện tự nhảy nhỉ. Đéo phải, nó đéo nhảy không ạ? Phải có một cách nào đấy để con ngựa nó nhảy lên chứ. Luôn cay thế. À, và chửi ông chú hết xem nào. Ông chơi ông đây. Chơi bời kiểu đéo đây. À, chú không có tâm trạng thử dưng lên trời mưa. Ông chú. Thế thôi, tôi còn chưa ăn cơm. Thôi, hôm nay dừng ở đây đi. Hay nhà là quá là ok rồi. Năm sau chơi tiếp nào. Buồn quá mẹ.